Lạnh. Một mùa Halloween nữa lại đến với đảo Kaya. Bóng tối bao trùm trên đảo Kaya, phép màu Halloween đã bắt đầu. Khám phá cuộc phiêu lưu rùng rợn cùng với những người bạn huyền bí. Những quái vật Halloween đã xuất hiện trên đảo Kaya với nhiều hình dạng và kích thước. Đừng lo lắng, có một loại vũ khí đặc biệt được chuẩn bị để bắt chúng đấy. Đố bạn biết, nhiệm vụ sự kiện tiếp theo sẽ là gì và bạn sẽ có gì sau khi tiêu diệt những bong bóng quái vật này? Bật mí, trang phục đáng yêu và chiếc xe nổi bật này là một trong những món quà miễn phí bạn sẽ nhận được khi hoàn thành nó. Chuẩn bị đón Halloween trên đảo Kaya thôi nào. Chúc các bạn chơi vui!